Bộ ba Saffron Laura Sunshine, chiết xuất nhụy hoa nghệ Tây với công nghệ cao do các chuyên gia mỹ phẩm hàng đầu từ Hàn Quốc nghiên cứu và sản xuất. Laura Sunshine Saffron Sheet Mask, mặt nạ nhụy hoa nghệ Tây. Laura Sunshine, niềm mơ ước của phái đẹp ở hiện nay. The Beauty Day, từ vỏ hộp cho đến cái nắp chai. The Beauty, nguyên liệu từ ao hàng, không lỗi gì gọi là sai. The Beauty, uy tín và an toàn, chỉ có Laura Sunshine. Yo. Laura Sunshine, Laura Sunshine, Laura Sunshine, Laura Sunshine. Chiết xuất nhụy hoa nghệ Tây và cây bạch vi ngăn ngừa sạm da, làm mờ vết thâm, tăng độ bóng, đàn hồi cho da, làm chậm quá trình lão hóa, chống chảy xệ và nếp nhăn, cung cấp dưỡng ẩm, chất dinh dưỡng cho da, chống khô da hiệu quả, tạo cảm giác tươi mát, dịu nhẹ, mang lại làn da sáng mịn và tươi trẻ, phù hợp cho mọi loại da. Laura Sunshine Saffron Sheet Mask, mặt nạ nhụy hoa nghệ Tây, sản xuất từ Hàn Quốc. Bàn chân bước em xuống phố, bao ánh mắt cứ ngước nhìn, làn da trắng môi rạng rỡ, trong em cười thật rất dễ. Laura Sunshine Saffron Mist, xịt khoáng nhụy hoa nghệ Tây, cấp nước dưỡng chất và vitamin tức thì cho làn da căng mướt mềm mịn, ngừa mụn, giảm nhờn hiệu quả, se khít lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, cung cấp độ ẩm hoàn hảo, giảm các vết thâm, đốm đen, giúp da sáng, săn chắc hơn, phù hợp với mọi loại da. Laura Sunshine Saffron Mist, xịt khoáng nhụy hoa nghệ Tây. Laura Sunshine Saffron Body Shower, sữa tắm nhụy hoa nghệ Tây. Chiết xuất nhụy hoa nghệ Tây và cây hoàng bá. Tinh chất nhụy hoa nghệ Tây có khả năng đẩy lùi tác động bên ngoài tới làn da. Sữa tắm nhụy hoa nghệ Tây giúp sạch sâu, căng mịn, giảm khuyết điểm, mang lại làn da hoàn hảo. Laura Sunshine Saffron Body Shower, thải độc tố, loại bỏ yếu tố gây sạm, giúp da trắng sáng mịn màng, cung cấp dưỡng chất vitamin, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, bổ sung độ ẩm tối đa cho da. Laura Sunshine Saffron Body Shower, sữa tắm nhụy hoa nghệ Tây, sản xuất từ Hàn Quốc. Laura Sunshine, sắc đẹp của tương lai. Laura Sunshine, sắc đẹp của tương lai.
lại.